Đại quan, chỉ còn chưa tới một canh giờ nữa là hết thời gian. Vậy mà bên kia vẫn đang thúc thủ. Hay là mình cho tấn công đi đại quan? Lệnh cho ba quân, đúng thời khắc sẽ phóng hỏa đốt thành. Dạ. Đại quan, hình như có một đứa trẻ đang đi lạc. Đuổi nó đi. Dạ. Mà hình như nó cũng phải đi lạc đại quan à. Có một đứa con nít là ba lắp bắp, đuổi nó đi hoặc là cho nó một chiếc gươm. Dạ. Nè thằng nhóc, đi chỗ khác chơi, ở đây không phải là chỗ của ngươi. Đi. Sư dạ, nghe đây. Ông là đồ cướp núp gian tham, ông sẽ bị trời tru đất diệt. Tiểu Hà má ơi. Đại nhân, nó chửi đại nhân kìa. Ai? Ta đâu có bị điếc. Bắt nó lại. Ông mà đụng tới ta, ta sẽ bóp chết con chim này. Quý điểu của ta, con chim của đại quan. Ta đâu có bị đuôi. Tại sao mày bất cẩn vậy? Tại sao để cho nó ăn cắp con chim quý của ta? Sao? Cái lòng đó ở doanh trại của đại nhân mà. Lấy con chim lại. Lấy con chim lại. Dạ. Lấy. Đừng có ta bóp chết con chim này. Nó bóp chim đại nhân kìa. Mày à. À. Lui. Trời ơi. Nè, trả con chim lại cho ta. Ông có đủ bằng lệnh thì đến đây lấy lại con chim đi. Còn một lần nữa, trả con chim đi. Không. Trả đi. Không. Trả đi. Trả con chim lại đi. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Trả con chim đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Ta năn nỉ ngươi mà, làm ơn trả con chim lại cho ta. Trả hả? Trả con chim lại cho ta. Nè, tôi trả cho ông nè. Nhưng mà ông qua thành rồi nha. Đại nhân, xin ra mắt đại nhân. Đại nhân đã tới đây, xin rước đại nhân về nghỉ ngơi. Triều đình đang chờ tiếp rước. Vô lễ. Các người dám đón tiếp sư giả như vậy sao? Đấu một cách hết sức là hỗn láo. Bẩm sư, ai bị ông thách dự ông qua thành, tôi làm sao dự được ông qua thành thôi chứ. Phải chi cứ đường đường chính chính qua thăm là được tiếp rước đàng hoàng rồi. Cái này là rượu mời không uống, uống rượu phạt nè. À, xin đại nhân bỏ qua cho tụi nhỏ mau miệng nói không suy nghĩ. Đại nhân, con suy nghĩ kỹ rồi mới nói mà. Tôi nghe ông nói lén, nước tôi dân ngu khờ dễ cai trị hả? Đó giờ tới thằng con nít ông còn thua. Huống hồ gì, ông đi tới đâu, nhân tài đi tới đó. Còn khuya ông mới cai trị nổi. Phết, làm sao che được mắt ta. Ta đã đi hết một vòng, rạch toàn những thứ nông phu tối tăm thất học. Nếu ông không tin, ông đi theo tôi thử một vòng xứ An Nam thì ông sẽ biết. Được, ta sẽ đi, coi người nó phét cỡ nào.